Loan chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 22 tháng 3 năm 2020. Hôm nay là ở trong nhà ngoại thấy nhức đầu quá, so stress. Cho nên gia đình Hồng Loan quyết định là leo lên xe mình chạy một vòng ra ngoài đường để mà hưởng một cái chút xíu không khí trong lạnh bên ngoài. Đáng lẽ là cả nhà đi chung xe, mà hôm bữa như quý vị cũng biết là cái xe của Hồng Loan á là dạng xe lớn có thể đi được 7 người, thì nó đang nằm ở ngoài dealer rồi. Mà cái mùa này mùa cúm cho nên cái xe nó cúm nó cũng chưa có thuốc nó trị được, người ta cũng ở nhà không. Cho nên phải để ở dealer, thì nó nói là phải sửa từ 1 tới 2 tuần, tại vì họ không có đủ nhân viên để mà sửa xe. Thì Hồng Loan cũng phải chấp nhận để ở dealer cho nó nằm ngoài đó. Chứ không thôi nửa đêm mà nó cứ kêu pem 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 suốt ở cái hàng xóm, người ta cầm lên bolix xuống bắt mình chết luôn. Trên xe Hồng Loan hiện giờ là có một nhân vật tí hon ở ngoài sau này. Gia Linh, say hi Linh. Con chào mọi người. Con tên gì? Ok, thì người ngồi kế bên là Bảo Lộc. Một cái tin nữa là để cho mấy quý vị khổ hoang mang là tối Lộc có kiểm tra trên cái website của California, thì là họ nói đó là người trong nhà mình đi chung với nhau không có bị phạt nha quý vị, đi ngồi trên xe cũng không có bị nha. Tại vì họ cho phép những người trong nhà mình có thể đi tập thể dục nè, đi chơi ngoài công viên nè, nhưng mà phải có khoảng cách xa với cái người khác là 6 feet vậy thôi. Chứ đừng có nghe những cái tin mà người nhà mà đi với nhau không được là không đúng nha quý vị. Cái khoảng cách xa với những người bên ngoài á là 6 feet là khoảng cách an toàn. Bé Gia Linh ngồi trên xe mà cũng chuẩn bị cái mặt nạ nữa, đâu rồi cái mặt nạ mask của Linh đâu rồi? Gia Linh giỏi không? Hồng Loan quay cái đường, đây là cái đường đi xuống biển. Mới phát hiện ra một cái xe cảnh sát. Hỏi nó đuổi theo cái xe nào đi nè. Nó quay đèn đó. Đó. Cái gì thấy không? Khi mà xe cảnh sát chạy ngoài sau á, cái đèn nó bắt đầu nó nhá lên á. Rồi là hiểu rồi đó. Đó. Bây giờ Hồng Loan đang trên cái đường mà đi thẳng xuống biển. Từ nhà của Hồng Loan á mà đi xuống biển á là khoảng 5 phút thôi, là cách đi một đường thẳng xuống dưới biển cỡ khoảng chừng 2-3 mai, khoảng 5 cây số đó quý vị. Hôm nay là ngày Chủ nhật, có không ai đi làm hết, cho nên đường vắng que luôn. Ngoài trời lác đác và giọt mưa rồi. Mấy hôm nay China cúm, cho nên hình như là ông trời cũng buồn, ổng mưa hoài. Thường Cali là ít khi mưa lắm, mà cả tuần, 2 tuần nay cứ mưa hoài, mưa lớn, mưa nhỏ, mưa phùn, mưa lác đác, mưa bong bóng. Công viên ở đây thì nó khắp nơi, cứ mỗi một khu nhà là sẽ có một cái công viên như vậy đó, để cho những nhà xung quanh họ đi ra, cho con cái đi ra chơi, đạp xe đạp. Cái gì thấy đó là người ta vẫn đi tập thể dục, chạy ngoài đường bình thường nha, không có bị cảnh sát thổi đâu nha quý vị. Nhiều khi nhiều người không biết á, không dám bước ra đường. Mà mình bước ra đường trước nhà mình hoặc là mình đi tập thể dục hay gì thì cũng không sao. Đừng đây là gần xe ambulance, xe cấp cứu. Đó. Trước mặt đó là đường tên là Pacific Coast Highway. Mà người Mỹ người ta gọi tắt là PCH. Là cái đường này nếu mà mình đi là nó sẽ xuyên suốt luôn California, là đi từ San Diego. San Diego là để giáp với lại biên giới của Mexico đó. Là từ San Diego chỉ đi một cái đường này là đi thẳng tới San Francisco luôn. Rồi còn đi lên nữa. Hồng Loan chưa có đi qua khỏi San Francisco rồi đi lên nữa cái gì thì Hồng Loan không có biết. Nhưng mà cái đường PCH này là nó đi dọc theo bờ biển. Nếu mà có thời gian mà mình lái xe, mình đi mà road trip, mình đi trên con đường này, không có cần phải gấp rút, mình đi từ từ thôi,
thì nó ngắm biển rồi ngắm phố phường này cũng đẹp lắm. Đây là những cái nhà mà họ đưa mặt xuống biển luôn á. Ở đây là Hồng Loan đang chạy tới là thành phố Newport Beach. Newport Beach thì nó họ cho xây nhà ở sát bờ biển. Còn thành phố mà Huntington Beach là họ không có cho xây dựng nhà ở dưới dọc theo bờ biển. Chỉ để bãi biển trống để cho mọi người tập thể dục hoặc là đi dạo hoặc là chơi hoặc là cắm trại này nọ. Huntington Beach thì là nổi tiếng là nước ván. Nước ván mỗi năm là cả thế giới họ đều về Huntington Beach để mà thi nước ván. Tại vì ở đây khu vực sống nó rất là thuận lợi cho những người mà đam nước ván trên nước. Hôm qua Hồng Loan có được biết một cái thông tin đó là FDA vừa mới chấp nhận ra một cái loại cái kit mà để test cái China virus đó, thì nó chỉ test trong vòng 45 phút là sẽ có kết quả. Thì tới ngày chủ nhật tuần sau đó, thì họ sẽ ship cái đó ra toàn trên nước Mỹ chủ nhật tuần sau là phải là tới 29 rồi. Ngày 22 đúng không? Đâu có, chủ nhật ngày 27 nó ship ra ngày 30. Thứ 6, cái đó thì họ sẽ ship ra vào ngày thứ 6 tuần sau là ngày 27 tháng 3. Này là anh đi vô khu mà mua rồi. Họ sẽ ship ra vào thứ 6 tuần sau là ngày 27 tháng 3. Thì ngày thứ 2 đó sẽ được sử dụng trên toàn nước Mỹ. Đó là một cái tin vui. Tại vì hồi lúc trước là cái kit đó mình thử là nhanh nhất là 4 ngày. Như là tổng thống Mỹ á, thì ông thử là cũng phải đợi qua một ngày thì mới có kết quả. Còn những người dân bình thường thì nhanh nhất là từ 4 ngày cho tới 1 tuần. Bây giờ thì có cái kit thử đó là chỉ có 45 phút thôi thì sẽ bắt đầu sử dụng vào thứ 2 tuần sau. Hai tuần sau là ngày mấy ta? Ngày 30 tây tháng 3 năm 2020. Đó, đây là cái bãi du thuyền của người giàu đó. Cái khu nhà này cũng là khu nhà giàu lắm. Anh nên stop rồi, anh nên phải đi thẳng à. Mẹ anh con nghỉ trên này. Nó. Nhìn gì? Ho mà vẫn nhảy nè. Trước có cảnh sát không biết làm gì. Đây nhà đẹp quá ha. Nhiều khi có tụ tập không có được. Đường nhỏ nhỏ giống ở Việt Nam không? Có đường ra hả? Có. Nhà ở đây san sát nhau ha. Cách nhau bức tường à. Giống như Việt Nam ghê. Giống như Việt Nam à? Nhà mái ngói nữa chứ. Lâu lâu Hồng Loan cũng thích chạy xuống dưới đây lắm, đi vòng vòng nhìn nhà cửa phố phường để nhìn nó quen thuộc giống như ở Việt Nam. Đây là công viên. Đi ngắm nhà cửa rồi đường phố rồi cũng relax đỡ chút. Nhìn đường phố vắng vẻ điều hiu. Những cái nhà hàng quán ăn là bãi đậu xe không còn một chiếc xe nào hết. Khu này là khu du lịch lớn đó. Người dân du lịch tập trung về đây đông lắm. Giờ thì vắng ngắt tiêu điều. Taco Bell không một bóng người. Có mở cửa. Trời ơi, ở đây là nó vắng kinh khủng luôn đó. Chưa bao giờ mà ban ngày mà đường phố Mỹ mà nó bắn vậy. Cái gì con? I touched it. It's staining on my hand. Đây là cái hãng xe Ferrari, bán xe Ferrari. Đây có xe cấp cứu.
Mình nghe cái xe này là tất cả mọi xe là phải tấp vô bên tay phải hết đó quý vị thấy không? Người ta chấp hành rất là tốt. Để nhường một chiếc xe này chạy thôi, như vậy thì mới kịp cấp cứu cho mọi người. Rồi sau đó thì mình bắt đầu mình chạy lại bình thường thôi. Ở Việt Nam mình nhiều khi nhiều khi Việt Nam mình á thấy mà xe mà cứu thương vậy đó, để bắt đầu đua chạy theo, giống như là xe nó giặt đường cho mình chạy vậy đó. Còi ơi mạnh nay nó chạy rồi ngừng thì cũng đậu tùm lum xe cứu thương. Ở Việt Nam lái xe cứu thương đi chắc cũng khổ lắm. Nhiều khi hôm đó thấy xe cứu thương chạy cái bao nhiêu cái xe ủa nháo nháo nhào chạy theo vô. Bữa đọc thấy trên Facebook á có một chiếc xe cứu hỏa, xe cứu thương cứu hỏa gì là không biết, thì trên xe đó là chiếc xe mang biển số gì đó vui lòng cho tấp vào lề phải cho xe cứu thương đi, cho xe cứu hỏa đi, mà ổng nói hoài đi nói quỷ, cuối cùng là ổng phải bó tay luôn, tài xế nó cứ đi hoài, nó chạy hoài, nó không tấp vô. Gặp bên đây là phạt chết á. Mình cứ nghĩ là cái chiếc xe nó đang cứu cho những người bạn của mình hoặc là những người thân trong gia đình mình đi, thì mình cứ nghĩ vậy thì mình sẽ thấy nó nhẹ nhõm, và mình tấp xe vô cho xe nó chạy, nó cứu cho kịp lúc. Vô có chừng tấp vô thôi chừng mấy chục giây là quá rồi. Mấy chục giây xe nó chạy qua thôi. Đường vắng que mà còn mưa rả rích. Ông trời cũng khóc theo mình đó. Buồn á, cái bà Vi nó không biết chừng nào bà đi bà biến đi cho rồi. Để cả thế giới được khổ gì bà. Ở cái khu phố nào cũng có tiệm nail hết. Tội nghiệp mấy anh chị làm nail của mình mùa này là bị cấm, tại vì cái tiếp xúc nó gần quá nên tất cả các tiệm nail đều đóng cửa hết, thu nhập rồi cơm áo gạo tiền đủ thứ hết phải gác lại, tội nghiệp quá. Tại vì cũng có đứa em họ cũng làm nghề nail luôn nên mình rất là thông cảm. Cũng tùy theo khu vực, có những cái tiểu bang thì họ cấm. Cũng có rất nhiều tiểu bang thì vẫn còn cho mở cửa, nhưng mà những cái ca bệnh nó vẫn tăng lên. Thì Hồng Loan cũng có đọc được ở trên Facebook đó là có những tiệm nail họ nói rất là hay. Họ nói là bây giờ thì không có cấm đóng cửa, nhưng mà cái nghề nail là cái nghề mà người Việt mình mà từ cái nghề nail á mà biết bao nhiêu bác sĩ, kỹ sư, rồi rất là nhiều ngành nghề mà cha mẹ làm cái nghề đó để nuôi con ăn học cho giỏi để ra được những cái nghề tốt hơn. Thì những cái người chủ nail họ cũng nói là không cấm đóng cửa, nhưng mà thôi bây giờ mình đóng cửa đi, ví dụ như lỡ mình mở cửa mình làm mà có một người nào đó vô mà bị phát hiện ra là bị cái bệnh đó thì báo chí này nó sẽ đưa lên có một cái tiệm nail của người Việt Nam mình lây để cho mở cửa tiệm rồi làm để mà lây lan ra như vậy, thì mang cái tiếng không tốt cho người Việt Nam của mình ở nước ngoài. Hồng Loan nghe và xem được những cái điều đó thì Hồng Loan rất là kính nể những cái người chủ đó, mặc dù là thời buổi bắt đầu kinh tế nó khó khăn quá rồi, nhưng mà họ biết nghĩ đến những cái điều như vậy đó là một điều quá là tốt, phải không quý vị? Ở đây là một cái khu shopping nho nhỏ và nó có những cái nhà hàng, những cái quán cà phê mà nó rất là thoáng, nó vắng người nữa. Lâu lâu á, gia đình của Hồng Loan cũng thích đi xuống dưới đây nè, ngồi uống cà phê này nọ. Chạy gần vô khu shopping coi. Đây là chợ vẫn còn. Chợ Trader Joe nè. Họ vẫn xếp guideline nè. Guideline xếp hàng là tại vì họ hạn chế cho người vô, ví dụ như chỉ khoảng chừng 20 người ở trong chợ thôi. Thì hai người đi ra thì hai người được vô, thì họ chỉ đếm ở trong chợ rồi trong.
đây là cái nghĩa địa của chó mèo, thú nuôi, của thú nuôi, cũng có cái nghĩa địa rồi cũng cắm hoa. Mình gọi vô order thì anh vô pick up thôi. Muốn gì không? Thì gọi đi. Hoặc là try to only. Gọi đi, gọi try to lâu lắm. Sát bên mình nó không bắt máy mình hả? Ngộ vậy. Gọi chắc nó ghi vậy mà nó cũng nó muốn vô pick up. Tút 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 luôn. Tút tút rồi. Mà vô try to rồi. Rồi, cuối cùng là đành phải order trên try to. Mấy xe trước người ta order đó. Xong tới mình này. Can I get có cái bánh red velvet cake kìa. Muốn mua để birthday của bé Lộc không? Order luôn. Thôi nó giỡn chứ ok. Chút nữa em về em lấy toilet paper để em làm birthday cake cho anh nha. Đến thổi đàn cây. Mà thổi không được làm trái giấy, nhà giấy giờ hiếm lắm. không biết nhà còn đủ mấy cuồng để làm một cái bánh hai tầng không. Ôi nhớ hồi đó quyền đóng cái đó là diaper. A diaper cake. A diaper cake. Tới 11 miếng dữ là ai ăn vậy? Chắc anh quá. Ở nhà riết rồi đó, ai cũng lên cân hết. Ai cũng mụm mỉm hết. Buồn quá, cứ sáng ngủ dậy uống cà phê, xong rồi làm gì nấu ăn cái ăn trưa, cái xong cái dọn dẹp nhà cửa một chút, cái nấu ăn chiều. I have 11 piece box mild. Yep. Okay. So it was 1509. Thank you. Thank you. Thank you. Gia lên, cái gì đây Gia lên? Xế gì cho ba mẹ? Thank you. Chiều ăn liền hả? Có muốn ăn liền hả? Yeah, I want ranch. Okay, để mẹ mở. Sau 20 phút em đã có đồ ăn. Thường bữa thì vô được chừng 5 phút là có, bây giờ phải đợi 20 phút. Có đồ ăn là phải ăn liền. Ngon không Linh? Ngon. Ngon uống quá vậy. Món này em thèm từ bữa giờ hơn cả mấy tuần rồi mới được ăn. Từ bữa giờ không có được đâu được ăn ở ngoài đâu. Ăn nấu ở trong nhà không. Ok. Ngày hôm nay là ngày thứ ba mà California bị cấm cửa. Quay một chút tình hình để mà chia sẻ với tất cả quý vị. Và bây giờ là tới giờ cơm chiều rồi. Bây giờ Hồng Loan phải chạy về nhà để mà chuẩn bị món ăn chiều cho gia đình chiều nay. Hôm nay đặc biệt có birthday của bé Lộc. Bé Lộc hả? Con đứa bé đây nè. Bé đây nè. Birthday của bé Lộc. Làm cái món bánh hỏi thịt nướng với lại rau sống cho bé Lộc ăn ha. Nem nướng chứ. Bánh hỏi thịt nướng, nem nướng. Wow, sướng nha. Rau sống, nhưng mà khi mà mua rau sống về rồi Hồng Loan cũng phải rửa sơ qua bằng nước sôi cho nó chắc ăn. Thôi kệ đi, ăn nó không có được không được tươi sống lắm, nhưng mà nó bảo đảm cho sức khỏe. Rất là cảm ơn quý vị đã nói chuyện nãy giờ với lại Bảo Lộc Hồng Loan nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lần sau. Chị ra hỏi cho mình. Tóc rảnh. Nó có nem nướng sẵn mà có người sắp bánh hỏi sẵn cho mình luôn á. Xịn ghê. Ủa, nó quay ra rượu nữa đó hả? Dạ. Con ra rượu. Orange juice. Ăn món ăn đâu giả mồi vậy, ăn mới ngon. Wow, bà bếp này làm dữ quá. Bếp ăn mới thịt bánh. Dạ ăn dày rồi nha. Đây.
gấp một miếng bánh hỏi để ra. Lập ở đây nè, Hiếu chụp, lập đứng đây nè, Hiếu chụp đi, sinh nhật lập. Là mẹ mẹ nó cuốn xong đó, đi, cuốn xong đó, nó mặc áo, đó. Đó, quay xong. Lại, đang quay. Đang quay. Ok, cho rau sống lên. Đây là nem nướng. Nem này đó họ làm sẵn, mình về mình chỉ nướng lên thôi. Đó, cuốn rau sống vậy đó. Rồi, được rồi. Cuốn cầm được không mẹ? Để ăn thả cái nút vô miệng, thả chưa, miệng bự. Mẹ, mẹ chưa có ăn mà mẹ uống nước miếng chưa. Miệng bự quá, kỳ lắm. Cuốn đồ ăn, cuốn lại cái... Cô cuốn, cuốn quả cuốn mà tại cô ăn ra nhiều cô còn cô cuốn mày. Cái thằng ngồi đó, thằng bạn. Trời ơi, tôi chưa thể chị cuốn cái cuốn gọi mà giống như đi đăng thật. Rau quá trời, ăn rau mới đã. À, họ làm nem nướng sẵn rồi, họ làm luôn cái này luôn. Cái này hấp dẫn rồi đó. Dạ. Rồi, nó quay rồi. Đó rồi. Nước mắm bà Hiếu. Thôi vậy chứ không có cay nha. Người không có điệp lắm. Không, 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 không có cay lắm. Quá ngon ha. Giữ thì có. Giữ thì có nhưng mà. Giữ thì có chứ không có điệp. Cái món này là cái món đặc biệt nè, đó. Giữ thì có nhưng mà điệp. Vitamin trong mùa dịch. Vitamin trong mùa dịch. Dạ, yeah, bây giờ cái món này là cái món đặc biệt nhất của ngày hôm nay nè. Đó, nhà giàu thấy chưa? Quá trời, tôi lấy. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Mong muốn lúc nào mình cũng được một cái bánh như vậy. Mong muốn ngày nào mình cũng được một cái bánh như vậy. Trong cái mùa này là bánh này là giá trị nhất nè. Rồi hỏi đi. Hỏi đi. Hỏi à. Trái lại không? Rồi. Giống như là Việt Nam mình thôi, đến ngầm đi. Lấy ngầm đi, cái này của Linh làm nè, anh ngầm đi. Cái này mới là bánh đặc biệt nè. Bánh của gia Linh làm nè. Đó. Linh tự làm đó. Thank you gia Linh. Sẽ gì ba con? Con ai chụp đi lâu quay à. Ok, Minh vô hỏi chung với chú Lộc với Minh đi, hỏi phụ Minh ơi. Minh vô hỏi phụ đi con. Chụp hình. Chụp hình nha, nhìn. Nhìn coi bánh thơ Linh làm đẹp không? Look at me. Look at con nghe. 1, 2, 3, 2, 1. Happy birthday to you. You're 102. Nhìn dữ vậy. Rồi, mấy cô cứ tôi vô. Hỏi nha. 1 2 3 hỏi. Ok, ba người hỏi đi, ba người hỏi. Phát chưa? Bảo đảm chưa? Bảo đảm chưa? Mày chuyện trái lại nha. Ok, happy birthday. Bánh Linh làm đẹp quá nè. Đó, để coi coi. Ôi, xuất sắc.